Một điều mà có thể nhiều bạn không để ý đó là một trong số những hãng mà làm những tai nghe dạng bình dân trong cái tầm giá dưới 1-2 triệu khá là tốt, đó là Sony. Một cái tên mà có lẽ là nếu mà nhiều bạn nghe thì có lẽ chỉ nghĩ đến các sản phẩm cao cấp mà thôi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu tai nghe in-ear trong cái tầm bình dân dưới 1 triệu mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì có sở hữu chất âm khá là tốt và đặc biệt là có cả mic và điều khiển để các bạn có thể dùng với các điện thoại, và ở đây là iPhone chẳng hạn. Xin giới thiệu với các bạn mẫu tai nghe Sony DRE-X12IP. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau mở hộp cái chiếc tai nghe này. Sony thì cũng giống như nhiều sản xuất khác thôi, thì họ cũng có cái sự phân cấp khá là rõ ràng các sản phẩm của mình theo các mức giá khác nhau. Mà chỉ có điều là mình không hề thích một chút nào cái sự phân cấp quá đáng ngay từ cái vỏ hộp như thế này. Trong số các nhà sản xuất mà mình từng được cầm thì Sony là một trong số những cái hãng mà có vỏ của các sản phẩm rẻ tiền mình phải thấy là kinh khủng nhất. Vỏ vẫn là làm bằng kiểu nhựa này và mở ra rất là khó khăn. Mà nhìn trông chẳng đẹp đẽ gì cả. Và đây là chiếc tai nghe của các bạn. Và như các bạn có thể thấy đây, đó chính là điều khiển để các bạn có thể dùng kèm điện thoại. Và ngoài ra thì trong hộp các bạn sẽ còn thêm hai bộ tip nữa. Và đây là tip Hybrid Tip nổi tiếng của Sony rồi, nên chúng ta không thể bàn nhiều về chất lượng của nó nữa. Ở đây thì nó có đủ 3 cỡ SML. Trong đấy thì cỡ M đã được gắn sẵn ngay trên chiếc tai nghe của các bạn rồi. Đây như các bạn nhìn thấy ở đây. Tùy thuộc vào cỡ lỗ tai của các bạn là to nhỏ thế nào thì bạn có thể tùy thích điều chỉnh bằng cách thay các tip silicone tương ứng với tai của mình sao cho đạt được cái độ cách âm tốt nhất có thể. Cũng giống như nhiều cái tai nghe mà trong tầm tiền này của Sony thì các bạn đã có thể thấy được cái thiết kế khá là quen thuộc. Vì đây là cái tai nghe dạng portable, nên ra các bạn thấy là nó khá là nhẹ và dây thì nó làm có thể nói là nhỏ hết mức có thể. Ở đây là chiếc tai nghe tầm bình dân mà thôi. Tâm ra là các bạn cũng không để đòi hỏi quá nhiều về cái chuyện là Sony phải làm cái tai này bằng dạng dây dẹp và dây chống rối. Dây tròn này cũng là quá đủ của chúng ta rồi. Như mình vừa nói ở đây thì đây là điều khiển ngay tích hợp ngay trên chiếc EMX12 này. Và ở đây thì nó có gồm cả mic, nút trả lời đàm thoại và nút điều chỉnh âm lượng để các bạn có thể dễ dàng điều khiển chiếc điện thoại của mình. Và ở đây thì Sony đã nhấn mạnh rằng chiếc EX12IP này nó tương thích hoàn toàn với các thiết bị đến từ Apple. Và cụ thể ở đây thì là iPhone, rồi iPad, rồi Touch, chiếc các kiểu các bạn đều có thể dùng rất là dễ dàng và tương thích hoàn toàn với chiếc DRX12 này. Và chính vì đây là một chiếc tai nghe có mic, nên ra các bạn thấy cái đầu jack tai nghe ngoài việc mạ vàng khá đẹp này thì các bạn sẽ thấy nó chia làm 4 khúc chứ không phải là 3 khúc như là các tai nghe 3.5mm bình thường. Và trong đó chính điều khác biệt đó chính là do nó có thêm một chân mic mà thôi. Nếu như mà không có cái nút thắt ở giữa này để chia ra hai bên dây tai nghe này thì nhiều bạn nhìn vào cái EX12 này sẽ tưởng nó thẳng tuột từ trên xuống dưới mà không có nút thắt gì cả. Ở trên cái nút thắt này thì nó cũng có in dập nổi cái tên của tai nghe giúp bạn có thể biết được nhìn vào. Cái sản phẩm EX12 này thì được Sevonet nhập chính hãng từ Sony Việt Nam. Và do vậy các bạn có thể được hưởng chế độ bảo hành chính hãng lên đến 12 tháng. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn bài mở hộp về chiếc tai nghe giá rẻ Sony DRE-X12IP. Và để biết thêm chi tiết về giá bán cũng như các thông số kỹ thuật khác của chiếc tai nghe này, xin mời các bạn truy cập vào trang chủ của Sevonet. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.